Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop có tên là Safimon XPay. Mình sẽ get được 3.000 token có cái hiệu là XMXP nè bạn. Khoảng 375 USDT các bạn. Thì con này nó chạy trên nền tảng của Ethereum và nó sẽ list sàn Uniswap các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần list phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Con này tới tháng 11 mới có con phối các bạn, rồi bạn bấm cho này drop nè, rồi verify đâu tại, gặp bot này nữa, phan các bạn, để mình tìm verify các bạn, cái chữ verify đã mất tiêu, để mình qua con telegram khác, mình vào verify lại. Rồi quan son sợi gấp nè. Nhảy nhanh quá trời nhanh. Đúng. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào verify thôi các bạn. Rồi. Đây bị nó dụ cái gì tại. Nó kêu mình join vô đây nó ảo quá. Mình join luôn các bạn. Không có vấn đề gì cả. Rồi sau đó bạn mới up lên này các bạn. Các bạn cho anh tiếp kênh channel luôn nè. Rồi tiếp tục bạn mới up lên. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này. Follow từ Twitter và từ Twitter tăng 3 người bạn vào các bạn. Trên từ Twitter nè bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh cho từ Twitter. Các bạn dán hashtag nó vào các bạn. Và tăng 3 người bạn mình vào. Mở bớt CNTH Uniswap. Rồi bạn tweet nha bạn. Rồi sau đó bạn match up lên. Đâu rồi ta, con bot đâu rồi ta. Rồi, ủa, mình làm trên phong mà. Rồi, tiếp tục các bạn follow fanpage Facebook nè. Trên fanpage Facebook nữa các bạn bấm thích nè các bạn. Rồi xuống đây các bạn like nè. Máy một rồi. Các bạn chia sẻ công khai luôn nha các bạn. Rồi sau đó bạn đáp trong form nè. Follow tầm minimum nè. Rồi trên minimum nữa các bạn vô tay nhiều cái luôn đi các bạn. Nhiều đi các bạn. Rồi bạn bấm vào follow win nè. Follow nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Safimon này rất set sai. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền lại UID Telegram. Thì các bạn copy username Telegram mình nha các bạn, chứ không phải UID đâu các bạn. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy. Ủa, copy username đi các bạn. UID. Sorry các bạn, mình gửi UID Telegram mình nha các bạn. Gửi UID gì sao nó biết tại. Thôi nó kêu sao mình gửi gì luôn được bạn. Các bạn copy UID mình luôn được bạn. Bot này trời. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit link retweet nha. Thì bạn mở tại Twitter của tất cả bạn ra nè. Có nhìn gian để tàu lao bắt gió không tìm em muốn chết luôn, bấm bấm hồ sơ nữa. Rồi bạn sao chép lên gác. Rồi vào link form này nữa. Tiếp tục du Facebook profile link. Thì bạn nhấp vào Facebook mình nữa mà. Rồi trên Facebook thì bạn nhấp vào mũi tên, nhấp vào avatar của mình nè. Nhấp vào ba kênh đây nè các bạn sao chép liên kết trang cá nhân mình nha các bạn. Ok. Rồi các bạn dán vào link form này nè. Tiếp tục submit username minimum thì các bạn mở minimum mình ra nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh ba chữ đen đen nè các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn.
Rồi các bạn copy username mình nằm chỗ này nè. Sao chép liên kết luôn đi các bạn. Rồi bạn dán vô đây. Bỏ từ vô đây. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ ENHEC20 trên YouTube Collect cho tất cả các bạn nha các bạn. Làm trên ENHEC. Ê chết. Chưa chân gỡ luôn. Xàm thiệt. Rồi các bạn dán địa chỉ ENHEC mình vào các bạn. Rồi bấm gỡ. Mình đã chỉnh sửa lại các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng hướng dẫn các bạn đã tham gia chương trình iRub. Đây đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.